Chào các bạn, một số bạn thì có hỏi mình làm nhiệm vụ Liên minh Thần Thoại. Đây là nhiệm vụ thử thách Liên minh Thần Thoại để nhận 6.300 IP và một trang phục ngẫu nhiên trong 3 ngày 8, 9 và ngày 10. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên trong ngày 8 thì mình có 3 trận đây. Trận này thì mình thấy mình rất là sẵn sàng, trận Mundo này mình khá là bá đạo. Đấy, sau khi mình đánh xong ấy thì mình mở ứng dụng BlueStacks lên, sau đó mình vào ứng dụng Guard. Đấy. Tại đây thì các bạn ấn vào khoảng khắc Liên Minh Thoại, ấn mở. Đây thì có cái trận đây mình vừa đánh đây, khi sáng đây. Các bạn ấn vào đó. Thì trận này thì mình có được đạp danh hiệu đấy là pha trụ gì đấy. Muốn xem được các loại danh hiệu thì các bạn ấn vào dấu chấm hỏi ở đây. Đây, Pentakill, MPM, MVP, anh nông dân, đại gia, trùng bảo mẫu, sư bảo kê ấy. Thì các bạn có thể coi ở đây. Còn của mình là đây rồi, của mình là pha trụ, các bạn nhấp vào đây. Và mình sẽ ấn đây chia sẻ trên Facebook. Muốn chia sẻ được trên Facebook thì đầu tiên các bạn phải làm như sau. Các bạn ấn vào Garena, cài đặt và tại đường dẫn này các bạn liên kết của bạn với lại Facebook của bạn. Có một lỗi thường gặp nữa đấy là tải lên không được, thì các bạn phải vào Facebook của các bạn. Các bạn ấn cài đặt ở đây. Mặc đâu rồi vậy? Các bạn ấn cài đặt. Và ở chỗ phần ứng dụng ấy, mở cho phần ứng dụng thì các bạn phải chỉnh là công khai. Nếu các bạn để chỉ mình tôi thì các bạn sẽ không nhận được đâu, không thể nào mà tải lên được, rất là khôn. Đây, sau khi các bạn làm xong thì các bạn chia sẻ Facebook. Đăng. Đăng. Ok, thế là xong. Đúng các bạn. Bây xong và các bạn cố gắng tích lũy làm để mà nhận IP thôi. Ngày mai thì các bạn làm tiếp, ngày mai thì phải ba thành tựu. Thì các bạn cứ làm từ từ thôi, đánh vài ba trận gì đấy. Nhưng mà không đánh với máy hoặc là đánh với đồng với lại gì đấy, tùy chọn gì đấy là được. Rất đơn giản không các bạn? Các bạn hãy đăng ký kênh, like kênh. Nếu có đã thắc mắc thì các bạn đăng ký kênh để mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.